chơi chứ gì không có đi hát chơi mà chơi nè. Bữa nay vừa đi vừa thấy Hà Nội không, giờ phải đi từ Hà Nội ra không đi chơi không phải đi hát. Sau đây chương trình được phép bắt đầu. Lúc đầu sẽ có bọn em nghỉ quá nhiều, bọn em nghỉ hai nhỉ. Thì lúc đầu thì anh sẽ vào intro các kiểu để cho cái phá phải một cái đoạn nghỉ của mình và để lúc em nó sẽ là. Ok, chạy lại giúp em lần nữa nhé. Thank you.
Oh, my God.